diễn ra tại ngay trung tâm thương mại Sài Gòn Center, ngày hội Fukushima do công ty du lịch Việt Travel và hãng hàng không Vietjet đồng hành, là sự kiện hướng đến các hoạt động giúp khách tham quan có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ và nền văn hóa độc đáo, con người thân thiện cùng với những cảnh quan tươi đẹp của tỉnh Fukushima. Fukushima nằm sát Tokyo, mùa xuân có hoa anh đào, mùa đông có tuyết trắng, rất thích hợp cho những chuyến du lịch. Đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 5 năm tới, có rất nhiều chuyến thuê bao trực tiếp bay đến Fukushima. Do đó, sẽ có rất nhiều chương trình giá tốt dành cho các du khách đến với thành phố này. Được biết, trong năm 2017 và năm 2018, Viettravel đã mở bán khoảng 80 chuyến charter, nổi bật là các hành trình bay thẳng đến Phuket, Chiang Mai, Thái Lan, Jeju, mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc, Fukushima, Nhật Bản, Bogaya, Ấn Độ, Bhutan, Myanmar. Điều này đã khẳng định vị thế hàng đầu của Viettravel trong việc đi tiên phong, tạo ra xu hướng mới, đột phá và mang tính dẫn dắt thị trường. Thì năm 2017 là công ty đã tổ chức 19 chuyến thuê bao nguyên chuyến đến trực tiếp tỉnh Fukushima và đã đạt được những cái thành công ngoài mong đợi. Thì để tiếp nối cái thành công đó thì năm nay là bắt đầu từ tháng 6 2018 thì Viettravel đã làm việc tiếp với tỉnh Fukushima cùng với hãng hàng không Vietjet để tổ chức một cái series charter đến với tỉnh Fukushima bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 5 2019 đón xuân Kỷ Hợi và chiêm ngưỡng hoa anh đào. Thì trong suốt cái khoảng thời gian đấy, 23 chuyến charter sẽ đưa du khách Việt Nam đến với tỉnh Fukushima, đến với Nhật Bản với rất là nhiều mùa hoa, rất nhiều loại hoa trong vào mùa xuân. Và khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng ngoài những các loại hoa vào mùa xuân thì khách hàng sẽ còn được thưởng thức những cái ẩm thực cũng như là những cái văn hóa truyền thống của Nhật Bản tại khu vực này. Ở một góc độ khác, nhắc đến mùa hoa anh đào, du khách Việt Nam chỉ nghĩ đến thời điểm tháng 4 mà ít ai biết rằng ngay từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ xứ mặt trời mọc với nhiều loại hoa khoe sắc thấm như hoa mơ, hoa mận, hoa đào núi. Riêng tại công viên Hanamiyama, lễ hội hoa mơ Umematsuri được tổ chức từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3. Đây là thời điểm tuyệt vời và lý tưởng nhất để du khách tham quan phong cảnh Nhật Bản đẹp nhất, trải nghiệm văn hóa truyền thống với giá tốt nhất thị trường.